Đồ gỗ Chiên Amazing xin trân trọng kính chào các bác. Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Chiên Amazing chúng em. Hôm nay cơ sở em xin giới thiệu đến các bác về một bức tranh treo tường. Bức này cực kỳ là lớn luôn các bác nhá. Chiều dài là 217 cm và cao là 107 cm. Với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, gụ mật ạ. Và cơ sở Chiên Amazing chúng em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng cũng như là số điện thoại Zalo 0973384146 ạ. Và bây giờ em sẽ đi lại chi tiết để giới thiệu cho các bác về một bức tranh cảnh thuận buồm xuôi gió này. Và cơn lịch của bên cơ sở trên mình chúng em sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 trưa hàng ngày ạ. Xin kính mời các bác cùng truy cập cũng như là xem video và tham khảo về tất cả các sản phẩm của bên cơ sở trên mình chúng em ạ. Và bác nào xem video thấy hay thì đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về một bức tranh cảnh thuận buồm xuôi gió các bác nhé. Và được cần ốc xa cơ Singapore cực kỳ đẹp luôn. Với bức tranh thuận buồm xuôi gió này, cảnh mô tả những con thuyền đang vượt sóng ra khơi sau khi đã đánh bắt cá thành công, đã trở về quê hương. Đó, thuận buồm xuôi gió cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Ốc xa cơ Singapore 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em sẽ đi lại gần cho các bác được thực tế hơn ạ. Đó, cảnh thuận buồm xuôi gió cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Trên nền là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, gụ mật ạ. Đó, với ốc xa cơ Singapore, các bác thấy này, ốc cực kỳ là sáng luôn. Đó, với cảnh những người nông dân này. Đó, một góc cảnh những người nông dân đang đi chăn trâu và những con thuyền đã vượt sóng ra khơi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã trở về quê hương. Thuận buồm xuôi gió cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhé. Các bác là treo bộ tranh này ở trong nhà cực kỳ là ý nghĩa luôn ạ. Đó, mọi sự đều thành công. Đó, một con thuyền, ba con thuyền này đã vượt sóng ra khơi. Đó, và đã trở về quê hương. Mọi sự đều thuận lợi ạ. Được cơ sở đã chọn lọc ra và đã cần lên một bức tranh thuận buồm xuôi gió này. Đó, và đây một góc cảnh những người nông dân các bác nhá, cảnh đồng quê. Đó, cực kỳ là ý nghĩa luôn. Cơ sở này có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Và số điện thoại liên hệ cơ sở em là 0973384146 ạ. Bác là một chi tiết hơn thì có thể liên hệ với cơ sở em. Và sẽ chụp hình cho các bác cũng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Và ná trong là ná liền tấm luôn các bác nhé. Và ná trong là ná liền tấm ạ. Và khung ngoài này, khung ngoài được đục chạm là chuyện gấm và chuyện dắt ạ. Khung tranh bao ngoài thì cả những ô vàng và những đường dây leo liền chi ạ. Cực kỳ là VIP luôn. Bác nào muốn sở hữu thì có thể liên hệ về cơ sở em. Nó sẽ chụp hình lại cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Cơ sở em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ của cơ sở em cũng như là số Zalo 0973384146 ạ. Clip của bên cơ sở đồ sơ trên Hải Minh chúng em sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 trưa hàng ngày ạ. Bác nào xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như một đăng ký kênh. Ngoài clip ngày hôm nay ra, ngoài clip cơ sở trên mình chúng em giới thiệu đến các bác về bức tranh thuận buồm xuôi gió này, cơ sở rất nhiều các loại tranh khác nhau các bác nhé, như tranh đồng quê, vinh quy bái tổ, mã đáo thành công, rất là nhiều các loại tranh tứ quý, phu thê viên mãn và các loại bàn ghế, nội thất phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, tranh thờ, đồ thờ, bên cơ sở đều có luôn các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì có thể liên hệ với cơ sở em. Em sẽ chụp hình lại cho các bác ạ. Clip của ngày hôm nay cơ sở chỉ giới thiệu đến các bác về một bức tranh thuận buồm xuôi gió với chất liệu miền Bắc em gọi là gỗ gụ, miền Nam miền Tây thì gọi là gỗ mật, gỗ mật ạ. Và ngoài ra bên cơ sở sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu. Tất cả các mẫu mã là các bác yêu cầu bên cơ sở đều đáp ứng được hết cho các bác. Và cơ sở sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng ạ. Vâng, đồ gỗ trên mình chúng em xin trân trọng kính chào các bác. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.